tiếp phần trước, cổ thiên lang hiên ngang tiến lên thách thức. Trưởng môn phong hồi phái tiến lên phía trước, âm lãnh quát, tà ma, đừng hòng hỗn xược Ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của người. Cổ thiên lang nghe vậy chỉ cười nhẹ, nội tâm thầm khinh bỉ, eo ơi sợ quá cơ. Lúc này, trưởng môn phong hồi phái lắc người một cái, vọt lên giữa không trung, quanh thân quang hoa lóe lên, tế ra vô số hư ảnh phi kiếm, nguyên anh cảnh cuồn cuộn linh lực bộc phát ra uy thế tỏa ra khiến cho Lam Phỉ Nhi ở một bên cũng phải hốt hết cả hoảng. Từng đạo hư ảnh phi kiếm cũng đồng thời chĩa thẳng vào cổ thiên lang nhưng cũng chưa có dấu hiệu muốn tấn công. Cổ thiên lang cứ thế khinh bỉ, miệng nhếch lên cười, nói, thế nào, mấy con vợ sợ à, không dám động thủ à. Trưởng môn phòng hồi phái tay vẫn giữ pháp quyết, vẻ mặt nghiêm nghị, chưa biết sợ liền đáp, ta đã tế ra phi kiếm, nếu như ngươi dám nghịch ngu thì lập tức ăn kiếm ngập mùm, nghe rõ chưa. Cổ thiên lang lại càng được đà cười khinh, nói tiếp, ù ui, sợ thế á, cho ngươi thêm vạn lá gan cũng không dám động thủ. Kim sán thấy thái độ rất chi là mấp mô của cổ thiên lang, hắn không chịu được cũng tiến tới, quát, họ cổ kia, chết đến nơi rồi, ngươi còn dám ngông cuồng như vậy. Thật không biết tốt xấu, sư phụ, chư vị trưởng lão tiền bối, tên tà tu này chỉ là đang phô trương thanh thế, các người đừng sợ hắn. Tà tu, trước đây ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Tiếp tục kiêu ngạo đi, ha ha, nếu như bổn công tử nhớ không lầm, thì ngươi từng phao tin muốn giết bổn công tử đúng chứ? Thân là đệ nhất môn phái phong hồi phái trưởng chữ đệ tử ở Lưu Ly Đại Vực, đây đối với Kim Sán mà nói, tuyệt đối là một loại vô cùng nhục nhã. Cho nên, hắn hôm nay bất luận như thế nào cũng phải rửa sạch nỗi nhục này, giây phút này chính là cơ hội ngon nhất. Nhưng mà, không chỉ có Kim Sán, Lục Nhâm Sơn truyền nhân nhâm thân cũng từng bị cổ thiên lang làm bẽ mặt, hắn dai cái đứng lên. Chỉ thẳng mặt cổ thiên lang quát, tà tu nhỏ bé, Trước đó ngươi đã dùng thủ đoạn đê tiện muốn làm hại bổn công tử. Ừ. Bây giờ ngươi thử lại ta xem nào. Ấy bạn ơi, bạn thách thức thế là đang nghịch ngu đấy. Khi nãy, Kim Vũ trưởng lão cũng chịu sỉ nhục không nhỏ, cũng đứng ra chỉ cổ thanh phong, phẫn nộ quát, ta ma, không phải vừa rồi ngươi còn ở trước mặt lão hủ diễu võ dương oai. Cảnh cáo lão hủ nếu như dám tế ra tín phù, ngươi sẽ khiến lão hủ muốn sống không được muốn chết không xong à, lão hủ đã tế ra tín phù rồi hơn nữa trưởng lão trưởng môn đệ tử của phong hồi phái đều đã đến rồi ngươi còn có thể khiến lão hủ muốn sống không được muốn chết không xong như thế nào cổ thiên lang giờ phút này cũng đã hết vui chán chơi đùa bắt đầu bật chế độ đồ sát ánh mắt sát ý vô cùng mãnh liệt âm lãnh nói à thì ra là các người chọn cái chết kim sán khả năng muốn đi gặp các cụ sớm nên đã mớm thêm một câu thách thức vô cùng là ngu si kỳ mô chi hừ hôm nay bổn công tử cho ngươi mượn một vạn lá gan ngươi có dám động vào một sợi lông của bổn công tử không Ngu thì chết trước con ạ. À. Cổ Thiên Lang như ý nguyện, không nói nhiều, lập tức biến mất khỏi tầm ngắm từ ngàn phi kiếm. Con hàng kim sán bắt đầu thấy lạnh tóc gáy, gương mặt hốt hoảng, đầu xoay như trong chóng mà tìm kiếm xem cổ Thanh Phong đang ở đâu, đi đâu rồi, tên tà ma đó đi đâu rồi? Bất ngờ, một bàn tay vụt tới, bóp mạnh vào mặt Kim Sán, hắn mắt trợn trắng, trên mặt vã mồ hôi, sợ hãi. Nhìn con hàng với ánh mắt đầy sát ý, Cổ Thiên Lang nói, danh con trước đó thấy ngươi tuổi còn trẻ. Lão tử không nỡ hủy đi tiền đồ của ngươi, vì thế tha mạng cho ngươi, nếu như ngươi đã cố muốn chết, vậy lão tử thành toàn cho ngươi. Dưới lực đạo từ tay cổ thiên lang, áp lực làm trong mắt kim sán đã nổi lên từng gân máu. Giờ đây hắn mới cảm nhận được nỗi sợ hãi vô cùng tận, sợ hãi cái chết đã tới gần, miệng cố gào lên cầu viện, cứu, cứu ta, cứu ngươi. Lão tử muốn giết ngươi, thì trong thiên địa này không có ai có thể cứu được ngươi. Thiên vương lão tử cũng không thể. Vừa dứt lời, cũng là lúc Kim Sán không còn phát ra âm thanh gì nữa, hắn chính thức xả vai để về với ông bà ông vải. Một màn này phát sinh quá nhanh, quá đáng sợ, ai nấy chứng kiến cũng đều sợ hãi vô cùng, Thủy Vân Nhược cũng phải toát hết cả mồ hôi. Trưởng môn phong hồi phái phải tận mắt chứng kiến cảnh thân truyền đệ tử Kim Sán của mình cứ như vậy bị cổ thanh phong một trưởng đánh nát đầu, giận dữ gào lên, ta ma, trả mạng cho đệ tử ta. Nhưng cổ thiên lang thì không thèm để ý, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang, quát, thằng nhãi, còn có người. Giáng Châu Sơn truyền nhân tiêu phàm nghe nhắc tên, sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu. Cổ thiên lang đồng dạng đã tốc biến tới, một trưởng thẳng xuống đỉnh đầu, ấn tiêu phàm xuống, cùng lời nói đáng sợ, quỳ xuống cho ta nhận lấy cái chết. Vì lực đạo quá lớn mà tiêu phàm quỳ phục xuống, nên đất xung quanh cũng vì thế mà nứt vỡ, hắn lúc này thất khiếu chảy máu, cả cơ thể mơ hồ vô lực. Không nhịn nổi nữa, trưởng môn phong hồi phái vội động thủ, tế xuất hư ảnh phi kiếm đem theo uy thế nguyên anh cảnh vô cùng khủng bố lao tới miệng quát quá đủ rồi ngươi mau thu tay lại tay trưởng môn phong hồi phái điểm một chỉ vô số đạo hư ảnh kiếm quang nhắm thẳng đầu cổ thiên lang lao tới nhưng ai chứ cổ thiên lang thì vẫn cứ phong thái không phải sợ bố con thằng nào hết người không động tay vẫn chắp sau lưng miệng lại cười khinh bỉ hư lạnh một tiếng ngay khi công kích tới gần cổ thiên lang chỉ nhẹ nhàng vận một chút linh lực phất tay ngang một cái toàn bộ hư ảnh kiếm quang đều bị văng ngược trở lại bao nhiêu kiếm đến thì cổ thiên lang vẫn chấp một tay chỉ dùng cơ thể thuần túy một tay búng bay toàn bộ đến nhìn cũng không thèm nhìn coi bộ mấy trò mèo này cổ thiên lang không để vào mắt trưởng môn phong hồi phái cũng phải hú hồn hú vía không thể tin vào mắt mình mà tin thế éo lào được miệng lắp bắp cái nổi gì thế chặn hết công kích xong cổ thiên lang lại lao vút đi con gà con thứ ba chính là nhâm thân hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cổ thiên lang bóp chặt cổ rồi âm thanh chết chóc lại cất lên danh con ngươi coi lời ta nói như gió thoảng qua tai đúng không rồi nhân thân ngay lập tức bị cổ thiên lang túm cổ kéo vụt lên không quả này mà bị ném xuống thì cụ đi chân lạnh toát chứ còn gì là người y lời nhâm thân bị ném xuống đất uỳnh một tiếng rõ to tận lào cai nghe vẫn còn rõ đất đá cũng bị lực đạo chấn cho văng hết lên ơ ờ thế mà nhâm thân hắn vẫn chưa hẹo nét mặt sợ hãi miệng đã dỉ vài vệt máu cổ thiên lang ấn đầu hắn xuống rồi lại văn cũ nói quỳ xuống chịu chết đi và thế là sau đó à mà không còn sau đó nữa thủy vân nhược đứng đó chứng kiến mà cảm thán lá gan của cổ thanh phong lớn như vậy bị vô số người bao vây còn dám ra tay giết người chỉ trong chớp mắt kim sán nổ tung mà chết hai người tiêu phàm nhâm thân chân thân đều tan thành cho bụi thấy một màn này phong hồi phái kim vũ trưởng lão bị hù dọa mặt mày trắng bệch hắn không nghĩ tới cổ thanh phong lá gan lại lớn như vậy bị mấy vạn người bao vây vẫn còn dám động thủ giết người, bất chấp trong lòng sợ hãi, dọa sợ đến tung người nhảy lên, cần phải chạy thôi, chạy nhanh không thì ăn cúc. Vừa mới xoay người hòng chim cút giữ mạng thì một đạo thanh âm đầy sát ý cất lên, muốn chạy à. Cổ thiên lang vung tay sử dụng hấp diêm đại pháp. Luồng hấp lực cuồn cuộn bao vây khắp cơ thể kim vũ trưởng lão, hắn đau đớn dãy ruộng, kêu lên, a a a a, loại ngu si, lão tử nể mặt ngươi, ngươi lại không muốn, lại cứ muốn chết. Từ phía trên cao, trưởng môn phong hồi phái hét lớn, tà ma, ngươi mau dừng tay lại, rồi hai tay hắn chấp lại. Bắt một cái pháp quyết gì đó, rồi giáng một đòn cực mạnh xuống cổ thiên lang, trưởng lực như một quả núi to lớn đè ép xuống. Cổ thiên lang hướng ánh mắt nhìn lên, đồng thời hai ngón tay chấp lại hướng lên trên, miệng đọc khẩu quyết, chỉ tay lên trời, hận đời vô đối. Thế là một vòng xoáy linh lực hình thành trước hai đầu ngón tay, chỉ điểm, lập tức một cột ánh sáng đâm thẳng lên trời phá tan chiêu thức của trưởng môn phong hồi phái lam phỉ nhi cũng phải toát hết cả mồ hôi nàng nghĩ ôi vãi linh hồn thông huyền kiếm quyết trước đó không thể làm gì được cổ thanh phong bây giờ dùng nguyên anh mà toàn lực ra một kích cũng vẫn không thể làm gì được hắn tên này có còn phải là người nữa không đây thần nguyệt cũng không kém phần long trọng nàng nghĩ khó mà tin được đó lại là cao thủ nguyên anh quả thực không dám tin vào mắt mình nhìn một trưởng toàn lực của bản thân bị cổ thanh phong hóa giải dễ như ăn kẹo trưởng môn phong hồi phái cũng đến cạn lời chỉ thốt lên được hai chữ cái gì? Uổng cho ngươi tu luyện 2.000 năm, tâm cảnh lại vẫn kém như vậy, không bằng cả người thiểu năng, đặc biệt là ngươi. Nếu đã muốn biết thế nào là sống không bằng chết, lão tử hôm nay sẽ cho ngươi cơ hội này. Kim Vũ lại tiếp tục bị cổ thiên lang bón hành, lần này là nhất dương chỉ, cổ thiên lang đấm bóp cho Kim Vũ trưởng lão một màn thật là đã đời. Sau một hồi đấm bóp không thương tiếc, thì cổ thiên lang chốt hạ bằng một chỉ giữa cổ, Kim Vũ trưởng lão phọt tiết tùng lung, lực đạo mạnh khiến cho kim vũ trưởng lão bay văng sang một bên. Có lẽ vì câu muốn sống không được muốn chết không xong mà giờ đây kim vũ trưởng lão bị cổ thiên lang bón hành ngập mùm nhưng vẫn không cho hẹo, khổ thân thật sự. Tứ chi của kim vũ trưởng lão đều bị nát hết rồi, thật là sống không bằng chết. Tình hình này quá khủng bố, cổ thanh phong khiến ta sinh ra lòng sợ hãi đến cùng cực. Xét đã đánh, trời cũng đã mưa, ông trời cũng đã múa phụ họa cho màn đồ sát của cổ thiên lang, hắn thì vẫn đứng lạnh băng trong khung cảnh này tên tà ma này tàn bạo không có nhân tính, mọi người cùng ra tay giết hắn đi, mọi người đừng sợ. Tà ma vẫn luôn cường đại, chúng ta đông người, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, tất sẽ khiến hắn thịt nát xương tàn. Không sai, từ cổ trí kim, ta không thể thắng chính mọi người cùng ra tay giết hắn. Lão đà chủ của hỏa vân phân đà chúng ta sẽ đến ngay. Lão đà chủ của chúng ta là người xích tiêu năm đó đi theo xích tiêu quân vương chiến đấu khắp thiên hạ, ai cũng trên lưng gánh long tượng, đến lúc đó nhất định có thể giết được tên tà ma này dưới khi thế ấy trưởng môn phong hồi phái cũng tiếp lời tà ma ngươi đừng ngông cuồng ngươi đã giết trưởng chữ đệ tử và mấy trưởng lão của phong hồi phái ta hôm nay bổn tọa tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi nghe vậy cổ thiên lang vẫn cứ như thế cười lạnh đáp trả thế cơ à không tha cho ta u uây sợ thế chỉ dựa vào ngươi cái loại con ngan con ngươi trưởng môn phong hồi phái hơi có chút ngập ngừng nhưng rồi lại nói phong hồi phái ta có hơn 10 vị nguyên anh tông sư siêu phàm chân nhân có hơn 100, đệ tử hơn 10 vạn, sao lại sợ loại tà ma như ngươi? À thế à? Cổ thiên lang liếc mắt, ánh mắt sắc lạnh, quát, vậy ngươi cứ thử xem, cổ thiên lang đưa tay lên, hấp diêm đại pháp thi triển hình thành một vòng xoáy hấp lực. Cảm nhận được lực hút mãnh liệt, trưởng môn phong hồi phái hốt hết cả hoảng, mồ hôi tuôn như mưa, sợ hãi. Lập tức vận chuyển linh lực nhằm chống lại nhưng hoàn toàn vô dụng, cả người trưởng môn phong hồi phái bị luồng hấp lực cùng bạo cuốn đi đưa ánh mắt sát ý về trưởng môn phong hồi phái, cổ thiên lang lạnh giọng nói, chỉ với chút tu vi này của ngươi, cũng vọng tưởng giết được ta. Lời vừa dứt, cổ thiên lang một trưởng, phanh một tiếng giữa ngực trưởng môn phong hồi phái. Lập tức hắn trợn trắng con mắt, miệng không kìm được mà phù si dô liên tục. Tiếp thêm một trưởng, cổ thiên lang nắm chặt tay. Trưởng môn phong hồi phái như bị một áp lực khủng khiếp đè ép, toàn thân linh lực tiêu tán, nỗi kinh hoàng đã đạt tới đỉnh điểm. Áp lực khiến cho hắn chỉ biết kêu la, hự a a a a ngay sau đó toàn thân trưởng môn phong hồi phái vô lực gục mặt quy phục xuống đất bất động lam phỉ nhi thì cả kinh thất sắc nàng nghĩ kinh mạch toàn thân của trưởng môn đã bị đứt căn cơ bị hủy tử phủ tan nát nguyên anh tu vi cũng bị phế ra tay mọi người cùng ra tay giết tên tà ma này tà ma giết hắn cùng ra tay giết hắn tà ma chịu chết đi giết tên tà ma này đi mấy con vợ khác thấy thế thì điên cuồng gào thét gọi nhau tính chơi hội đồng cổ thiên lang anh lang nhà ta thì mặt hàm hàm chờ xem mấy con vợ tính làm cái trò mèo gì trong không gian mưa gió bão bùng từng quả cầu lửa như những viên thiên thạch kéo nhau lao vào cổ thiên lang anh vẫn hiên ngang đứng đó coi tình huống chẳng mẩy may lo lắng miệng cổ thiên lang bỗng nhếch lên cười nhẹ khinh bỉ he he cảm ơn các đạo hữu đã xem hết video nếu thấy hay thì đừng quên cho tại hạ xin một like một đăng ký để tại hạ làm máu hơn nhé nếu có chỗ nào thiếu sót thì rất mong các đạo hữu đóng góp dưới phần bình luận để tại hạ cải thiện ダータ。